Đó thì con nè anh chị ơi, con là con cái kem xám đó, thì đầu trụi nha anh chị, móng sò chân như bò đực luôn, rúng bản chân thẳng trụ, bốn vú đều, hoa to nha anh chị. Dòng kem xám thì mẹ một sữa anh chị bia đẻ ra biết rồi, hũ nù nè anh chơi. Đó, thì con to là bao hoàn thiện cho anh chị. Trình lưa chữa lứa 2 bao chữa ba về 4 tháng anh chị. Thế nên đó, lông da sắc lẻm nha anh chị, bốn vú đều nè. Chân móng hoàn thiện nè. Đó thì do cột dây là để dắt, dắt sữa làm anh chủ nhà dắt sữa làm dâu đó anh chị ơi. Đó, qua đây thôi nè, đều lớn đuôi nhiệt chùm như cây chổi luôn. Bò này cao tầm 1m35 nha anh chị. Đó. Thì anh chị gần xa thích cái bộ mấy con này thì nhìn tay nhấc máy số điện thoại mình đi. Đó thì con nè anh chị ơi, con là con cái kem xám đó, thì đầu trụi nha anh chị, móng sò chân như bò đực luôn, rúng bản chân thẳng trụ, bốn vú đều, hoa to nha anh chị. Dòng kem xám thì mẹ một sữa anh chị bia đẻ ra biết rồi, hũ nù nè anh chơi. Đó, thì con là bao hoàn thiện cho anh chị. Mười ngày tuổi. Trình lưa chữa lứa 2 bao chữa ba về 4 tháng anh chị. Thế nên lông da sắc lẻm nha anh chị, bốn vú đều nè. Chân móng hoàn thiện nè. Đó thì do cột dây là để dắt, dắt sữa làm anh chủ nhà dắt sữa làm dâu đó anh chị ơi. Đó, qua đây thôi nè, đều lớn đuôi nhiệt chùm như cây chổi luôn.
Bò này cao tầm 1m35 nha anh chị. Đó. Thì anh chị gần xa thích cái bộ mấy con này thì nhìn tay nhấc máy số điện thoại em đi. Nha, thăm. Né gần xa lại đi. Túng nước rồi đó. Đó. Quay thao sữa, quay gần vô mình quay xa không ai thấy được. Thôi. Cắt thêm rồi sau quay lại.